Đây là cách người khổng lồ trồng cây, chỉ cần dùng bàn tay khổng lồ vút nhẹ một đường, đã có thể cày xong mảnh ruộng mà người nông dân mất mấy ngày mới làm xong. Sau đó dùng ngón tay vẽ một con mương, dẫn dòng nước vào trong ruộng, chẳng bao lâu hạt giống vừa mới trồng xuống đã nảy mầm tràn đầy sức sống. Hóa ra người khổng lồ chính là thần hộ vệ của vương quốc, thích giúp đỡ con người để tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Thấy dân làng đang xây nhà, thần hộ vệ liền đào đá trên núi để trộn bê tông, giúp mọi người tiết kiệm công sức tiền bạc xây nhà nhanh hơn. Tuy nhiên sự tồn tại của ông ấy khiến quốc vương không vui. Quốc vương có đam mê to lớn, để chứng minh những thành tựu to lớn của mình, nhà vua xây dựng một bức tượng trong thành phố, thấy binh lính vỗ tay tấm tắc khen ngợi, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Nhưng đúng lúc này, người khổng lồ tình cờ đi ngang qua. Bức tượng vừa mới điêu khắc lập tức bị che khuất, nhà vua cảm thấy vô cùng tức giận, nhìn thấy những người khổng lồ giúp dân làng xử lý đất đai của họ. Đột nhiên trong đầu quốc vương nảy ra một ý, thế là ông ta liền thổi kèn để thu hút sự chú ý của người khổng lồ. Lập tức ra lệnh cho người khổng lồ phải đổ đầy bể nước. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai phản chiếu trên mặt nước, nhà vua lại cảm thấy vô cùng tự mãn. Mà bên kia, người khổng lồ vốn định đi giúp dân làng xây nhà, nhưng nhà vua lại lần nữa thổi kèn, ra lệnh cho người khổng lồ xây dựng một bức tượng lớn hơn cho mình. Người khổng lồ chỉ có thể miễn cưỡng giúp ông ta trộn xi măng. Sau đó khuôn mặt hiện lên sự thất vọng quay người đi. Đi đến một ngọn đồi, sau đó, người khổng lồ nhổ cây con trên người mình trồng xuống dưới đất. Nhưng giây tiếp theo ông ấy lại nhìn thấy đám binh lính đang hăng hái chặt phá những cây lớn. Không có cây xanh bảo vệ, khu rừng rất có thể sẽ bị thiên tai tấn công. Người khổng lồ vội vàng đưa tay ra ngăn cản quân lính phá rừng. Nhưng nhìn thấy vậy quốc vương vô cùng tức giận, ra lệnh cho người khổng lồ đưa tay ra, nhưng người khổng lồ không đồng ý, thấy gã khổng lồ dám không làm theo mệnh lệnh của mình. Nhà vua liền thổi chiếc kèn trên tay, ra lệnh cho binh lính lấy mũi tên dương cung bắn, tấn công về phía người khổng lồ. Mặc dù những đòn tấn công này đối với người khổng lồ chỉ như gãi ngứa, nhưng điều này khiến trái tim của ông ấy tổn thương sâu sắc. Thế là người khổng lồ quyết định không làm thần hộ vệ cho vương quốc nữa, buồn bã rời xa nơi này mà quốc vương không hề để tâm. Sự ra đi của người khổng lồ vừa hay là điều mà ông ta muốn, vì vậy ông ra lệnh cho quân lính dọn sạch các khu rừng xung quanh. Chỉ ngắn ngủi trong nửa năm, những ngọn núi xung quanh trở nên thiếu sức sống, cả khu rừng đã từng tươi tốt bây giờ giống như sa mạc héo úa. Cây trồng trên đồng đều đang phải vật lộn để tồn tại. Những bách tính của quốc vương lần lượt lựa chọn thu dọn hành lý, di cư đi khỏi cái sa mạc chết chóc này. Dù nhà vua có cầu xin họ ở lại, thì bọn họ cũng không thèm quan tâm. Cuối cùng ông ta trở thành người duy nhất ở lại trong cái vương quốc này. Mà bức tượng điêu khắc mà ông ta đã tiêu tốn rất nhiều tài lực để hoàn thiện, cũng vì thời tiết khắc nghiệt mà trở nên đổ nát chậm chậm rơi xuống. Nhà vua bất lực bỏ chạy khỏi vương quốc rời bỏ xứ sở. Nhưng giây tiếp theo ông ta ngã xuống một cái hố lớn. Đây chính là dấu chân mà người khổng lồ khi đó buồn bã rời đi. Để có thể lần nữa xây dựng lại vương quốc, nhà vua chỉ có thể một mình lên đường tìm kiếm dấu vết người khổng lồ. Trên đường ông bị bách tính đang di cư mắng mỏ, thậm chí đến đứa trẻ cũng dùng trái cây ném vào đầu. Cũng chính vì quyết định sai lầm của mình, dẫn đến bách tính phải chịu tình cảnh cùng cực đói khổ. Nhà vua cứ đi theo dấu chân người khổng lồ cũng không biết đã đi bao lâu. Cái bụng đã đói cồn cao, nhưng những người trồng trái cây không tỏ ra thương ông ta. Hiển nhiên hành vi bạo quân của quốc vương đã lan truyền ra khắp đất nước. Không còn cách nào khác, nhà vua chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm dấu vết của thần hộ vệ khổng lồ. Nhìn thần hộ vệ khổng lồ của các quốc gia láng giềng đang bảo vệ đất nước, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng hối tiếc. Quốc vương không biết mình đã đi bao lâu, khi ông chuẩn bị không thể cầm cự được nữa, thì mơ mơ hồ hồ dường như nhìn thấy bóng dáng khổng lồ quen thuộc ở trước mặt. Đây chính là thần hộ vệ khổng lồ của vương quốc. Nhà vua vội vàng chạy đến và chào hỏi, nhưng thần hộ vệ đã sớm không còn nhận ra ông là ai. Quốc vương chỉ đành lấy ra chiếc vương miện mà rất lâu không dùng đội lên đỉnh đầu. Người khổng lồ ngay lập tức nhận ra thân phận của ông, nhưng điều này càng khiến ông ấy tức giận. Mà quốc vương thấy vậy vội vàng quỳ xuống đất, muốn cầu xin người khổng lồ tha thứ cho mình, nhưng ông lại vô tình đè bẹp một bông hoa bé nhỏ. Điều này khiến quốc vương cảm thấy vô cùng có lỗi, và người khổng lồ thấy rằng nhà vua đã ăn năn, ông liền lựa chọn tha thứ và cùng nhà vua trở về cố hương. Biết nhận sai và sửa sai là điều rất quan trọng. Thiên nhiên là nhà của chúng ta, bảo vệ môi trường, đừng để bao giờ mất đi rồi mới biết hối tiếc.